Trong những năm gần đây, lễ hội đầu xuân được duy trì ở các thôn làng nhằm tôn vinh nét đẹp truyền thống văn hóa đã có từ bao đời nay. Ở hầu hết các địa phương, lễ hội còn là cầu nối truyền thống văn hóa xưa và nay, tạo nên một bức tranh làng quê thanh bình, hồn hậu. Lễ hội năm nay đối với mỗi người dân cụm dân cư Vân Nội, phường Phú Lương càng thêm sôi động khi lăng mộ Cừ Xúy Dực Bảo Tướng Quân Chu Bá được công nhận là di tích cấp quốc gia. Đức Thượng Đẳng thờ tại đình Vân Nội là vị tướng tài ba xuất chúng cùng ba quân tướng sĩ đánh giặc Đông Hán thu nhiều thắng lợi. Bám sát vào các cái văn bản của nhà nước để triển khai đến từng các ban ngành rồi từng các bộ phận để làm sao giữ được cái nét văn hóa, cái lịch sử lâu đời của cả hai khu di tích của địa phương. Lễ hội ở mỗi nơi đều có tích riêng, phản ánh phong phú phong tục, tập quán, lối sống, phong trào học tập, lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống mới. Việc tổ chức lễ hội được chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, nội dung hoạt động lễ hội đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Nhiều địa phương cũng đã thực hiện tốt việc quản lý điều hành, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trước, trong và sau lễ hội. Phường cũng đã ban hành nhiều văn bản để hướng dẫn công tác quản lý và tổ chức lễ hội xuân nhằm cái mục đích là lưu truyền và bảo tồn các cái giá trị văn hóa truyền thống, các cái hoạt động văn hóa tế lễ lễ nghi của cha ông để lại, để thể hiện cái lòng tôn kính đối với các cái bậc tiền nhân đã có công dựng làng giữ nước. Riêng về cái lễ hội truyền thống Hà Trì là chúng tôi không có bao giờ tổ chức ăn uống đình đám, mà Đức Thánh Hà Trì là ngài ăn chay. Do vậy là chúng tôi chỉ có dùng xôi và chè là để ăn chay, cúng trong 3 ngày, tế lễ trong 3 ngày là toàn là đồ chay, không có đình đám, mà kể cả dân làng cũng không tổ chức ăn uống. Lễ hội truyền thống ngày càng có vai trò quan trọng trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tăng cường quản lý, nâng cao nhận thức của người dân sẽ góp phần đưa hoạt động lễ hội vào nền nếp, giữ gìn phát huy nét đẹp truyền thống của dân tộc.